Rồi để tiếp tục bài 3, chúng ta sẽ vô đây, chúng ta sẽ test thử là cái lab 8.com này đã có được phân giải trên miền hay chưa. Thì chúng ta sẽ ns lookup lab 8.com. Rồi, chưa thấy phân giải tên miền ha. Nếu mà có phân giải tên miền thì nó sẽ cho ra cái IP của chúng ta muốn phân giải. Bây giờ mình sẽ qua trong cái server, mình sẽ cấu hình cái DNS cho nó. DNS ở chỗ này thì các bạn sẽ gõ cái name là lab 8.com và IP các bạn sẽ phân giải về cái địa chỉ là 10 10.10.0.10. Các bạn thêm cái địa chỉ vô đây. Rồi chúng ta quay trở lại cái máy PC của chúng ta. Rồi ok. Server 10.10.10. NS lúc lab 8.com. Request timeout. Nó đã phân giải được 10.10.10. Mình sẽ kiểm tra lại cái DNS coi nè. Oh, sorry. Các bạn chưa bật thấy không? Chưa bật, mình đây là bên kia nó request somehow. Rồi, mình sẽ coi lại một lần nữa. Đó, thấy ha. Đấy, như vậy nó sẽ ra ngay địa chỉ của chúng ta là lab 8.com, địa chỉ là chấm 10. Và chúng ta đã hoàn thành xong cái bài số 3. Đó, cực kỳ đơn giản luôn.